Hôm nay ngày 2 tháng 10, giá vàng tăng vọt hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn khi lo ngại về một xung đột lan rộng ở Trung Đông. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Tại thời điểm khảo sát lúc 5 giờ sáng nay, giá vàng 9.999 được Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng, lượng mua vào và 84 triệu đồng một lượng bán ra. Tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,3, 84,0 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,0, 84,0 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 82,1, 84 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào, bán ra. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ sáng nay giao ngay ở mức 2.663,29 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,09% so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, giá vàng thế giới có giá khoảng 78,077 triệu đồng, lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,923 triệu đồng, lượng. Giá xăng dầu trong nước hôm nay cụ thể như sau: xăng E5 RON 92, không cao hơn 19.620 đồng, lít xăng RON 95-3, không cao hơn 20.158 đồng, lít dầu hỏa, không cao hơn 17.873 đồng một lít. Ký lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có xu hướng giảm với mặt hàng gạo. Các loại gạo như nàng nhen, jasmine, nàng hoa, gạo tẻ thường và thơm thái hạt dài vẫn được niêm yết ở mức giá dao động từ 15.000 đến 28.000 đồng một kg. Gạo Nhật vẫn có giá cao nhất, đạt 22.000 đồng một kg. Các loại lúa phổ biến như lúa IR 50.404, lúa đài thơm 8, lúa om 5.451, lúa om 18, lúa om 380 và lúa Nhật vẫn duy trì giá mua ổn định, dao động trong khoảng từ 7.200 đến 8.000 đồng một kg. Đáng chú ý, lúa nàng nhen, khô vẫn được giao dịch ở mức cao nhất, 28.000 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats VKM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.